Tối ngày 24 tháng 9, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Theo đó, cơ quan này đang điều tra, xác minh tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Phương Hằng, 49 tuổi, ngụ phường Bến Nghé, quận 1, tố cáo ông Võ Hoàng Yên, 46 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, phát hiện năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác. Quá trình điều tra, do đã hết thời hạn kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm nhưng chưa có kết luận giám định nên ngày 18 tháng 7 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đến nay, do đã có kết luận giám định nên ngày 20 tháng 9 năm 2021, cơ quan điều tra đã ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Trước đó, ngày 3 tháng 3, ông Huỳnh Uy Dũng, còn gọi là ông Dũng Lò Vui, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam cho biết vợ chồng ông cùng ngày đã nộp đơn tới Công an thành phố Hồ Chí Minh để tố cáo ông Yên vì cho rằng ông Yên đã lừa đảo vợ chồng ông Dũng, ăn chặn tiền từ thiện, tiền xây chùa,